Nói đến Pháp Gia thì phải kể đến Hàn Phi Tử. Ông là người đã cóp nhặt những tư tưởng của Pháp Gia và viết thành những bộ sách nổi tiếng. Hàn Phi Tử là một tôn thất thuộc dòng dõi quý tộc nước Hàn. Ông có một tật là tật nói lắp, không thể nói lưu loát, nhưng lại giỏi đọc sách, học tập. Do đó ông viết rất nhiều sách như là Thuyết Nan, Cô Phẫn, Ngũ Đố. Những cuốn sách này đã truyền đến nước Tần. Tần Vương sau khi xem những cuốn sách này thì rất muốn gặp Hàn Phi Tử, hy vọng có thể làm hảo bằng hữu với ông. Sau này Hàn Phi Tử đi sứ đến nước Tần, tiếp sau đó phát sinh rất nhiều sự việc. Lý Tư nói rằng, Hàn Phi Tử là dòng dõi tôn thất của nước Hàn, cho nên hắn sẽ không thật sự cống hiến hết lòng vì nước Tần. Tần Vương tin lời Lý Tư, bèn giam Hàn Phi Tử vào ngục. Lý Tư lại đưa thuốc độc cho Hàn Phi Tử, Hàn Phi Tử uống thuốc độc mà chết. Hàn Phi Tử và Lý Tư từng là bạn học, thầy của họ là Tuân Tử. Khi hai người họ học cùng nhau, Lý Tư cho rằng mình không bằng Hàn Phi Tử, sợ Hàn Phi Tử ở trước mặt Tần Vương mà được sủng ái, sẽ phân chia quyền lực với mình, cho nên Lý Tư đã đầu độc Hàn Phi Tử. Chúng ta thấy rằng, những nhân vật đại biểu của Pháp Gia đều không chết yên ổn. Thương Ưởng, Lý Tư, Hàn Phi Tử, họ là ba nhân vật đại biểu nổi tiếng nhất của Pháp Gia. Thương Ưởng bị Tứ Mã phanh thây, Lý Tư bị chém ngang lưng, Hàn Phi Tử trúng độc mà chết. Trong Pháp Gia, Thương Ưởng là người đầu têu thói xấu, Hàn Phi Tử là người gom góp lại tư tưởng của Pháp Gia. Pháp Gia chủ trương không cho lão bách tính tự do ngôn luận, đầu tiên là cấm tư tưởng, kế đến là cấm ngôn luận, tiếp đến là cấm làm việc. Hơn nữa Pháp Gia chủ trương chính sách ngu dân. Hàn Phi Tử viết rằng, quốc gia của Minh Chủ không lấy văn thư trong sách vở, mà lấy hình pháp để giáo hóa. Nếu không có lời của tiên vương, thì lấy lời quan lại làm chỉ đạo. Pháp Gia miệt thị hết thảy văn hóa truyền thống từ cổ chí kim, miệt thị hết thảy các giá trị quan đạo đức, Pháp Gia theo thuyết vô thần. Pháp Gia đem quan hệ giữa vua và dân đổi thành mối quan hệ đối địch, cho nên nghĩ mọi cách để lão bách tính trở nên bần cùng, biến dân thành nhỏ yếu, ngu muội, gian dối, giảo hoạt. Pháp Gia thi hành chính sách ngu dân, cách làm này thực sự rất giống Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi chúng ta đọc sử, xem đến cách làm này của Pháp Gia, bao gồm cả lý luận của họ, chúng ta cảm thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc có những chính sách rất giống Pháp Gia, có vẻ như họ rất thích Pháp Gia. Nhưng mà Đảng Cộng sản Trung Quốc lại hiểm ác và cực đoan hơn Pháp Gia gấp nhiều lần, đặc biệt vào thời kỳ đại cách mạng văn hóa. Có người nói, Pháp Gia giảng pháp luật chẳng phải rất tốt hay sao? Không hẳn như vậy, pháp luật mà Pháp Gia dùng không giống như pháp luật hiện đại của chúng ta, mà đó là ác pháp, là pháp luật tàn ác hà khắc. Xã hội Tây phương hiện đại khi chế định pháp luật có một bộ nguyên tắc này đều viết trong hiến pháp của các nước. Nguyên tắc chế định hiến pháp nên xuất phát từ hệ thống tín ngưỡng hoặc hệ thống đạo đức. Theo nghiên cứu của các pháp luật gia phương Tây, pháp luật của phương Tây có quan hệ với 10 điều răn của Thượng Đế. Trong 10 điều răn, có nói rằng không được sát sinh, từ đó sinh ra một bộ hệ thống hình pháp, không cho phép tổn thương thân thể của công dân. Trong 10 điều răn, có nói rằng không được gian dâm, thế là đã sinh ra một bộ hệ thống pháp luật về hôn nhân. Trong 10 điều răn, có nói rằng không được tham luyến tài vật của người khác, thế là đã sinh ra một bộ hệ thống về luật tài sản. Toàn thể hệ thống pháp luật ở phương Tây, kỳ thực là đến từ 10 điều răn của Thượng Đế. Đây là quan điểm của pháp luật gia phương Tây, họ lấy tín ngưỡng làm gốc. Còn pháp luật của Trung Quốc, trong quá khứ gọi là Xuân Thu Quyết Ngục, đa phần là chiếu theo kinh điển của Nho Gia, dựa theo tiêu chuẩn đạo đức kiến lập từ thời Xuân Thu, mà xét xử vụ án. Mục đích cuối cùng của pháp luật là duy trì công bình và chính nghĩa trong xã hội. Nhưng khi Pháp Gia chế định pháp luật, mục đích của họ không phải vì công bằng chính nghĩa, mà là pháp luật chống lại công bình và chính nghĩa, gọi đây là ác pháp. Chiếu theo pháp luật học ngày nay mà giảng, ác pháp không phải là pháp luật. Là một công dân, là một người có lý tính, có đạo đức, bạn không cần có nghĩa vụ phải tuân theo ác pháp, mà còn phải phế trừ loại pháp luật như vậy. Pháp luật do Thương Ưởng chế định, đây là ác pháp điển hình. Để tăng cường binh lực, Thương Ưởng ban hành luật khuyến khích sát nhân. Để dễ dàng quản lý dân chúng, Thương Ưởng ban hành chính sách luận tội liên đới. Chính sách này rất giống với chính sách đấu tố trong thời đại cách mạng văn hóa. Những luật đó đều thuộc về ác pháp rất điển hình. Thương Ưởng ở vị thủy, ông tự mình kiểm tra tù nhân, giết người lập uy, một ngày giết hơn 700 người, sông vị thủy đỏ nước,
tiếng khóc ai oán khắp nơi. Pháp gia giảng ba phương diện, một cái gọi là pháp, một cái gọi là thuật, một cái nữa gọi là thế. Pháp chính là ác pháp. Vậy thì thuật là gì? Thuật so với pháp còn ác liệt hơn. Thuật chính là âm mưu. Học thuyết của pháp gia có thể nói là liên quan đến học vấn âm mưu. Hàng Phi Tử viết rất nhiều sách, chúng đều là âm mưu muôn phần kỳ quái, nhiều người căn bản không thể tưởng tượng nổi. Trong sử ký, ngẫu nhiên cũng có ghi chép những điều Hàng Phi Tử viết liên quan đến âm mưu. Đây là nói về pháp và thuật. Hàng Phi Tử viết, pháp là biên soạn sách vở, đặt trong phủ quan, dành cho bách tính. Thuật là cất giấu trong lòng, tư tưởng ẩn trong quần thần. Do đó, pháp để cho người thấy, thuật không để người thấy. Ý nghĩa là nói, pháp luật phải công bố, để cho mọi người biết, có quy định rõ ràng. Còn thuật là âm mưu chỉ có thể để trong lòng. Do đó pháp sáng thuật tối, pháp hiển thuật tàn. Hàng Phi Tử giảng âm mưu, thuần theo một vài ghi chép của điển tịch lưu truyền. Những loại âm mưu này ở Trung Quốc cổ đại chỉ được sử dụng trong phạm vi nhỏ, cá biệt một số người. Nhưng hiện nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc lại tuyên truyền những thứ như thế trên TV. Họ làm nhiều phim ảnh kích thích trí tò mò, quảng bá những thứ gọi là mưu kế. Họ cho rằng cổ nhân đều là âm mưu gia, mỗi ngày đều đang suy nghĩ hại người. Nhưng thực ra không phải. Vào thời xưa, âm mưu chỉ được dùng trong phạm vi rất nhỏ, cá biệt một số người mà thôi. Thời xưa đàn ông đều muốn làm nam tử Hán, đầu đội trời chân đạp đất, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, còn tiểu nhân mới sử dụng gian kế. Vậy, thế của pháp gia là gì? Thế chính là chỉ quyền uy của quân chủ. Quân vương phải đảm bảo được quyền uy của mình. Loại quyền uy này là do quyền lực mang đến, là một loại lực lượng khiến con người phải sợ hãi phục tùng. Quyền uy này giống như hổ, chỉ cần có nanh vuốt, mọi người sẽ phải sợ, dựa vào lực uy hiếp này để bảo trì quyền lực của quân chủ. Pháp gia nhấn mạnh ba phương diện là pháp, thuật và thế. Pháp chính là ác pháp, thuật chính là âm mưu, thế chính là độc tài. Pháp gia muốn quân chủ lấy thủ đoạn tàn khốc và hung ác để đối đãi với quần thần và bách tính. Đây là một học thuyết tà ác. Chính sách của pháp gia đã làm vắt kiệt sức lực của dân chúng, nhưng lại làm tăng cường sức mạnh quân sự và sức mạnh sản xuất. Con người bị biến thành một cái máy, binh lính được tăng chức nếu giết được nhiều người, nếu đầu hàng quân địch thì sẽ bị giết cả họ. Thế là binh lính nước Tần trở lên giống như lang sói, liều mạng giết người, binh lực của Tần trở lên hùng mạnh, nhưng sức dân đã suy yếu cùng cực. Chính vì thế, Đại Tần là một đế quốc có tuổi thọ ngắn nhất trong lịch sử, chỉ tồn tại chưa đầy 20 năm, sau khi Tần Thủy Hoàng băng hà, Đại Tần đã bị chia năm xẻ bảy, cục diện chiến quốc lại khôi phục. Hàn Phi Tử vốn là quý tộc của nước Hàn, ông là người góp nhặt các tư tưởng của pháp gia và viết thành sách, nhưng Hàn Phi Tử lại bị Lý Tư hãm hại, bị trúng độc mà chết, mà Lý Tư cũng là một đại biểu của pháp gia. 3 năm sau đó, nước Hàn diệt vong. Lại qua thêm 2 năm, nước Tần diệt nước Triệu, Triệu Vương bị bắt làm tù binh, công tử Triệu gia lập nước Đại. Năm thứ 2 sau khi nước Triệu diệt vong, thì có một sự kiện lớn, đó là Kinh Kha hành thích Tần Vương. Vậy Kinh Kha hành thích Tần Vương như thế nào? Chúng tôi sẽ kể tiếp câu chuyện trong tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.